cái nhịp kế tiếp ha đó một cái lệnh vào và mọi người nhớ cho mình có một cái nữa đó là khi mà thị trường nó đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang đó thì nó rất là chắc chắn thì ưu tiên là chiều hướng này chúng ta mua đó, và mình sẽ cho các bạn xem và những lúc này thì thường là giá sẽ biến động đó, và lên còn hơn những gì chúng ta nghĩ đó, rất là mạnh nhân hai và lâu lâu các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái nhịp mà vào và nó nhân hai là như thế này đây đó chúng ta vào và nó sẽ nhân hai là lý do là chúng ta phân tích được dựa trên những cái kiến thức cơ bản này đó tất cả những gì mà mình học nó không có gì hết đấy bạn nó chưa có gì gọi là quá gọi là uh, gây gớm mà nó chỉ là căn bản ha nó chỉ là căn bản sau này càng học càng học chúng ta sẽ có những cái uh, những cái uh, góc nhìn về cái chu kỳ về cái biến động về cái sóng lS về tất cả những cái mà nó nó khó hơn ha bây giờ cơ bản là chúng ta sẽ biết là khi nào thì nên vào khi nào thì không nên cho đến bài này là bài thứ uh, bài thứ tư đúng không? Đấy và xu hướng này thì không phải là kết thúc đâu nó chưa kết thúc đâu cái đường dốc này nó vẫn còn đó cho nên để kết thúc thì chưa chưa kết thúc nó chỉ kết thúc khi mà nó tạo ra những cái mô hình đảo chiều chẳng hạn như vậy chỗ này cũng là một cái chỗ đang có những tín hiệu chẳng có đó và các bạn thấy là nó cứ đi lên đi xuống đi lên xuống và xuống khá là sâu nha Đó. và cái chỗ này á, nghe cái chỗ này nè. nếu mà khi mà xuống mà mọi người nhớ những cái vùng mà mọi người đang chuẩn bị cắt lỗ ở đây này chưa xuất hiện cái phiên đến tăng này nha nhưng mà tất cả mọi người khi mà tham gia thị trường này mà lỡ may đu vào đây đi và khi mà xuống thấy rất là ghê nếu mà mình không cắt là nó nó, nó xuống dưới này thì như thế nào và rất nhiều người sẽ cắt lỗ ra nhưng chúng ta học rồi giá chạm vào đường trung bình động 50 nó sẽ có phản ứng nó không có xuống ngay đâu nó phải có phản ứng một nhịp hai nhịp thì nó mới xuống thì đây là cái phản ứng hồi nha hồi cập đến những chìm tăng thì chúng ta chờ xem nó hồi lại bao nhiêu đó rồi có xuất hiện đảo chiều hay không chúng ta mới bán đúng không đó và chỗ này là cái chỗ nên mua chứ không có bán nha đó đúng. Đó, và nó lên rất là mạnh các bạn lên tới trên đây ha nhưng mà xuất hiện cái phiên đút chân khá là mạnh cho nên là cái đà này nó cũng không được tốt đã đi xuống lại và nhịp này có thể là cái nhịp rớt các bạn bắt đầu có hành vi rớt cho nên là nên nếu mà chưa chốt thì nên chốt bớt ra thu hồi vốn chốt gốc hay là chốt lời gì đó nhà mình nghĩ là thông thường chúng ta sẽ chốt ở phía trên thì nó ok hơn chỗ này không nên không nên mua nữa thứ nhất là uh, chúng ta thấy chiều hướng đang trong một cái chiều hướng giảm của cái đường xu hướng đúng không mà nếu mà chúng ta mua thì khác nào chúng ta mua ngược xu hướng đúng chưa ta bây giờ nó nó nằm ở trên này nè phá lên trên cái đường trên line này cho nên đây là cái hành vi bán ra đúng không và nếu mà không bán thì nó xuống lại cái vùng mua đây, rất là nguy hiểm rồi tới đây thôi trong bài học này mình nghĩ là ngắn gọn thôi và mình quay lại cái bài vừa rồi um, quay lại cái cái vừa rồi mà chúng ta ta đang làm với đồ thị này luôn ha trong cái phiên thời gian nhỏ hơn một xíu uh, và hiện tại nó đang ở đây và chúng ta đang có một cái tín hiệu mua và giá thì um, chúng ta kỳ vọng là nó sẽ lên đâu đó khoảng 2 đô chẳng hạn và mục tiêu thì ở um, điểm cắt lộ thì chúng ta sẽ cắt lộ đâu đó dưới vùng 1.35 thì đây nó cũng đáp ứng tất cả các yếu tố đó Đấy, khi mà giá nằm dưới này nó nằm lên quanh ở đây chúng ta chưa dám mua nhưng mà khi mà nó nó thoát ra khỏi đường xu hướng nằm trên đường hỗ trợ và trong phiên bốn h nó có thêm một cái cặp nến nhận điểm tăng và chỗ này mới là cái chỗ mà chúng ta có thể tham gia được tại sao trong những lúc mà giá cứ đi xuống những cái vùng dưới này chúng ta không có vùng mua Đấy, nhưng mà ta cũng không có bán ra nữa đúng không Sao có bán người ta chốt, chốt ở phía trên ở Thì trong cái bài hôm nay Nó khá là đơn giản Mình uh, sử dụng cái đường trung bình động 50 Để hướng dẫn cho mọi người Ngoài ra thì uh, bài này Chúng ta sẽ chia ra thêm một bài nữa uh, Không có học hết một bài uh, Tại vì nó Cần có thời gian để thực hành ừ. Thì uh, buổi sau thì chúng ta sẽ thực hành uh, Một số những cái kết hợp như là đường trung bình động 9 cộng 21, 13 và 34, hay là 50, 100 và 200 để chúng ta ở dự đoán của một cái xu hướng của giá Trong một cái thời gian mà nó nó biến động, ngắn hay là trung hạn hay là dài hạn Bài hôm nay là chủ yếu là để cho, cho mọi người hiểu là cái đường trung bình động này nó có tác dụng gì Đó, tác dụng gì Đã ngoài việc là uh, cắt lên cắt xuống thì nó cũng là xác nhận cho chúng ta là những cái vùng hỗ trợ hai sau này nó là kháng cự ha. thì bây giờ giá nằm trên á thì nó sẽ hỗ trợ giá khi ừ. mà giá nằm dưới á thì nó sẽ là kháng cự như vậy đó. đó. thì hôm nay mình uh, kết thúc bài hôm nay ở đây thôi. hôm nay thì uh, bài học nó um, sẽ là ngắn gọn như vậy thôi. mỗi khi uh, có những bài nào mà nó khó hơn á thì chúng ta sẽ học lâu hơn một xíu. À, có bạn um, Lương Văn Tú bạn uh, comment là đường MA SMA thực ra đường MA và SMA là một ha đó MA MA là cũng là SMA luôn tại vì cái viết tắt của nó nó cũng là đường trung bình động moving average à, nó SMA có nghĩa là là symbol moving average đó và đây là cái bài hôm nay và chúng ta có luôn cái cái phần gọi là uh, thực hành và mọi người có thể về nhà thực hành lại xem là vẽ như thế này ok hay chưa có đúng hay không hỗ trợ đây đúng chưa hay là mô hình đến chỗ này có không này mọi người nên nhớ ha chỗ nào mà nó có những cái xác nhận mọi người cứ khoanh lại cho mình là sau đó mọi người nhớ là à 4 h nó có mô hình đến là uh, sao mai chẳng hạn hay nhận chìm tăng xu hướng này là xuống giảm và bây giờ là phá rồi thì nó đã kết thúc xuống giảm rồi đúng không hỗ trợ bây giờ giá lên rồi và đường trung bình động đang 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 nó cũng chưa thiện rõ nhưng mà chỗ này nó mới thôi sau này giá đẩy lên một vài phiên dài thì nó bắt đầu móc lên đã bắt đầu tăng tăng mạnh thì lúc mà như vậy thì đa số mua chỉ là một phô mô thôi ta tìm điểm mua đẹp nhất thì nó nằm ở chỗ này